Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 và dự án The Metropole Thủ Thiêm. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh của dự án The Metropole Thủ Thiêm đang được triển khai thi công xây dựng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án. Như trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy thì dự án The Metropole Thủ Thiêm hiện tại giai đoạn 2 đang được thi công cột tầng 2. Có thể thấy thì tiến độ của dự án này khá là nhanh. Và trước màn hình của quý vị và các bạn đang xem đó chính là dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang được triển khai thi công và xây dựng. Dự án cầu Thủ Thiêm 2 thì kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Về tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 thì như trên màn hình quý vị và các bạn đang nhìn thấy đó chính là phần trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2. Phần trụ chính này thì cũng đang được triển khai thi công và xây dựng. Về phần đỉnh của trụ chính cầu Thủ Thiêm 2 thì đã được lắp cốt pha và cũng đã được đổ bê tông trong thời gian vừa qua. Trên màn hình thì quý vị và các bạn nhìn thấy khá là nhỏ, tuy nhiên thì thực tế ở gần phần đỉnh của trụ chính này khá là to, cho nên là quá trình đổ bê tông kéo dài mất một tuần. Thì hôm qua, phần đỉnh trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2 cũng đã được đổ bê tông. Về các sợi dây văng của cầu Thủ Thiêm 2 thì đã kéo được 54 trên tổng số 56 bó cáp dây văng và chỉ còn 2 bó cáp dây văng nữa. Theo như thông tin mình nhận được, dự kiến vào tuần sau thì hai sợi dây văng cuối cùng của cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được kéo lên. Có thể thấy thì phần đỉnh trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2 được thi công khá là lâu. Vì đây là giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2, cho nên phải được thi công đảm bảo an toàn kỹ thuật. Dự kiến thì trong tuần sau, phần đỉnh của trụ chính cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn tất việc đổ bê tông và sau đó thì sẽ được tháo cốt pha. Về nhánh cuối cùng để hợp long cầu Thủ Thiêm 2 nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 1 thì ngày hôm nay đoạn dầm cuối cùng, đoạn dầm dài 1m đã được hàn sau khi căn chỉnh nhịp dầm số 17 khớp với nhịp dầm bên phía quận 1 của cầu Thủ Thiêm 2. Như vậy là cầu Thủ Thiêm 2 đã chính thức hợp long và không cần phải đợi hai sợi dây văng cuối cùng kéo lên thì mới có thể hợp long được cầu Thủ Thiêm 2. Có thể thấy thì đây là giai đoạn cuối cùng để cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành và dần dần tiến về đích. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là các nhánh cầu bên phía quận 1. Đoạn đầu của nhánh chính cầu Thủ Thiêm 2 thì đã được trải thảm nhựa. Nhánh chính của cầu Thủ Thiêm 2 thì hướng từ khu đô thị mới Thủ Thiêm băng qua sông Sài Gòn, nối với đường Tôn Đức Thắng tới giao lộ Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng. Về nhánh phụ của cầu Thủ Thiêm 2 thì đang được ép cọc đoạn cuối cùng. Đoạn này thì sẽ tiếp nối với đường Tôn Đức Thắng, ngay giao lộ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh.
Về nhánh cầu N1 hướng về công trường Mê Linh thì cũng đang được triển khai thi công. Nhánh này thì cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và thi công đoạn 3 của nhánh N1. Như trên màn hình, quý vị và các bạn có thể thấy thì nhánh này đang được thử tải dàn giáo để xem kết cấu chịu lực của dàn giáo có đảm bảo khi đổ bê tông cho nhánh N1. Có thể thấy thì tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 khá là nhanh. Với tình hình như thế này thì chắc chắn cầu Thủ Thiêm 2 sẽ kịp hoàn thành và đưa vào hoạt động vào 30 tháng 4 năm 2022. Cầu Thủ Thiêm 2 thì có vai trò rất quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Thủ Đức. Khi dự án này nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, giúp giảm thiểu ách tắc giao thông và kết nối trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị Sa La thành phố Thủ Đức. Điều này thì sẽ góp phần đưa hai thành phố ngày càng phát triển về kinh tế xã hội cũng như là du lịch. Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 và dự án The Metropole Thủ Thiêm của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.